chúng ta sẽ cùng với bạn Bảo thu hợp đội chơi Will Liger, chiến binh thú, chúa tể hoang dã. Giờ hứa với lần trước với các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui hộp này. Mình giới thiệu sơ cái hộp này. Đây là phiên bản chạy pin. Chạy pin nha các bạn, chứ không phải là chạy dây cót như ba con này. Đây, mã sản phẩm ZW01 Will Liger của Takara Tomy. Bên này là có ghi cái gì đây nè. Đây, hình như là chỉ số tấn công phòng thủ gì của nó nè. Nhưng mà nó ghi bằng tiếng Nhật Bản mà vậy không biết. Mình là Việt Nam chứ đâu phải người Nhật Bản. Có ghi IQ của con Will Liger là 7 điểm. Hả? Trí thông minh đó. Chí thông minh. Rồi bảo vui là học ra đi. Trí thông minh của nó còn thấp hơn con người nữa. Mở cái tấm giấy này ra trước các bảo. Holy shit. Nhiều dữ trời. Tao cũng vui cái bọc không, bây giờ cũng chưa xong nữa. Rồi mở ra coi coi. Coi này là nguyên một cuốn tập luôn hay gì vậy? Say what? Đội xanh những người gắt xong hết vậy. Mới biết à. Coi, được coi coi. Quá trời bộ phận luôn. Wow. Quá phức tạp luôn. Này bọn áo chết tiêu rồi. À. Này bộ ta bọn áo tập sớm quá. Rồi để qua bên đi, chút xíu rồi rót cho mình ấy ra. Đâu được nhỏ không? Đây. Không vô. Ôi trời ơi. Nhiều dữ trời. Rồi, khu vực đó ra luôn. Bảo này xé mọc dơ quá, gom mọc lại đây. Ông ghê. Đây là ốc ác không tắt gì của con Will Liger. Đây là Rider. Rồi, khui ra đi. À, được. Đó là cái gì vậy? Coi coi. Không hiểu. Rồi, để riêng qua bên. Đừng để chung. Rồi, còn cái cục này là cái cục gì đây? Đúng rồi. Cái này hình như là gắn pin, để gắn pin vô cái. Hay quá đi. Thế là xài được cào. Rồi, đây là cái lõi của con Will Liger đã được lắp pin. Rồi bây giờ bắt đầu ráp đi Bảo. Này mà phức tạp gì phải hướng dẫn hết trơn rồi.
Đây, bản ngáo nó đã hoàn thành được một nửa của con Will Lager. Cái chi tiết nó quá đẹp, đúng là hàng Nhật. Phải không vậy? Đúng rồi. Rồi tiếp. Tới 18. Chưa, còn hai cái này nữa. Hai này đâu? Hai cái này nè. Rồi. Qua tới cái này. Ừ. Phải không? Chỗ chân trước của nó nè. Nè. Phải không? Chính xác. À, không không không, đây. Chỗ trong đây này. Wow 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 wow, bảo ngáo sắp hoàn thành rồi. Đẹp quá, bảo sắp lắp xong rồi. Hay quá. Còn hai cái nữa. Đây là con Will Lager sau khi hoàn thành. Đây, phần đuôi nó tự động được nha các bạn. Đầu là ở đây là xuống. Đây là đầu, cái đầu này lúc bình thường nè, còn lúc tấn công nè. Đó, bung vũ khí xuống luôn. Làm lại nha các bạn. Nè, tấn công nè. Rồi bây giờ mình bật lên cho nó chạy thử coi. Wow. Nhắn cái vũ khí lên lại bảo tắt đi. Wow. Rồi, lúc mà nó di chuyển cái miệng nó há ra mở vô nữa kìa. Cặp 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 kìa. Này nó cao rồi. Quá đẹp. Con này rất là bự nha.
clip thú vương đại chiến chúa tể quan giả Will Liger tới đây là hết rồi nha, bye bye các bạn đi. Bye bye. Các bạn nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh cho mình nha. Đừng quên bình luận ở phía dưới.